Báo cáo các bác là hôm nay thì cứ là người thực việc thực đi. Hôm qua khi em đã quay một clip để giới thiệu đến quý vị đôi loa JBL, và em cũng thông báo luôn là cái đôi loa JBL này nó đã qua thời hạn sử dụng, nó rơi mất tờ giấy tem nó đằng sau, nó rơi mất nhé quý vị nhé. Còn quý vị là muốn tìm hiểu thì tiếp tục tìm hiểu nó, bởi vì em sẽ cho quý vị qua đây. Bác Bá Hùng Audio, bác bán đôi loa JBL L77 nhé, của Anico. Hai con này nó không khác gì nhau cả nhé, nó không khác gì nhau quý vị nhé, để kích thước thùng và hình dáng làm. Con này cũng của Anico và một con này cũng một bát thật bây giờ nhé, nó không khác gì nhau. Thì các bác cứ tham khảo giúp em thôi, bởi vì là nó chính vì nó tem nó không có nên em phải khui cho hàng cho các bác xem nhé. Đây thì hôm như hôm trước em đã báo rồi, kích thước con này thì nó hàng to vật vã không nói thật. Một hai con này nó cần 9 chiều ngang, ngang 50 cơ. Thì em đã báo kích thước hôm clip trước rồi. Còn đây một bát thật này và một bát cộng hưởng. Thì cái thật và cái cộng hưởng hôm nay thì cứ nói nhiều mới giới thiệu nhiều, không bằng khui luôn nó ra. Đây em đã vặn sẵn cho quý vị. Thật ra em vặn luôn từ từ cũng được, nhưng mà vặn là thế thì nó cái thời gian quay clip nó mất thời gian nhiều quá, nên em vặn sẵn cho quý vị đây nhé. Làn máy trong rất là đẹp được chưa. Đây là bát cộng hưởng nhé. Bát cộng hưởng này vì em đã mở được cái nắp kia rồi thì tí quay sau cho quý vị xem thoải mái. Còn cật đây, cần em quay vào trong cho quý vị xem. Nó là bát cộng hưởng các bác nhé. Đây, nó là loa cộng hưởng. Đấy các bác nhìn thấy chưa, nó cộng hưởng nó tăng tần suất của loa lên. Đấy các bác xem hộ em nhé. Đây là loa cộng hưởng, được chưa. Để đỡ phải tháo ra nhiều, lâu lắm làm gì. Bởi vì mỗi một con loa bát này là khi mà họ gắn vào là họ đã có một việc. Cảm ơn quý khách. Em đã không để chế độ ấy rồi, bác thông cảm, em đã quên không để chế độ máy bay rồi, nên là với khách cứ gọi, bác thông cảm, chưa đẹp. Đấy, tí nữa khách này các bác này cứ đang nghe để nó réo ầm này. Đấy, đấy là bác cộng hưởng bao nhiêu. Còn bát thật của em nó đây. Đây là của bát thật của em nó nhé các bác nhé. Đợi một chút, nó hơi nặng đấy, nó không nhẹ. Nó đợi một tí là không nó lật mạnh cái là học mất. Đây, đây là bát thật của em nó quý vị nhé, được chưa. Quý vị, cách đây khoảng độ 2 tuần em có quay khui hàng một clip đôi loa, con loa đấy nó gọi là con loa xử lý, con loa kiểm âm đấy. Nó với con này gần như giống nhau luôn, sản xuất hãng một hãng hết. Con loa này con loa kiểm âm mà con loa giá 18 triệu mấy đấy quý vị ạ. Đấy con đấy một bát đấy, chung loa kiểm âm nữa các bác. Con đấy nghe đã quá là chất rồi, khách hàng về rất là ưng nhá. Không ưng với JBL này mới là lạ đây quý vị nhá. Nhìn khung của em nó thì rất là vật vã nhá. Này, con đấy với con này quý vị nào có xem lại xem, hai con một hãng luôn nhá, một hãng sản xuất hết. Con loa kiểm âm mà hôm đó là 18 triệu mấy các bác. Đấy nhá. Đây. Em nó to vật vã nhá, mặt trên mặt đá đây. Tép em khui luôn. Em khui cả tép ra đây cho quý vị luôn đây. Tép của em nó đây quý vị nhé. Nhá. Tép đây nhá, JBL tất nhá. Các chấm này. Được chưa? Như thế này. Không có nói gì nữa quý vị. Đấy. Cứ nói nhiều nó đi, nói nhiều nói mãi không bằng thực em. Đây. Đây là riêng một củ bộ phân tần của em nó nhá. Đây phía sau của phân tần đây quý vị nhé. Phía sau của phân tần. Đấy, được chưa? Phía sau của phân thần quý vị nhé. Dòng này em hôm trước đã báo giá rồi. Để chào mừng đúng tháng này nói thì cũng không phải là cứ việc công việc, em không xả hàng đâu, em giảm giá khuyến mại cho bác, bởi vì là tháng này em hôm trước có nói là tháng này là tháng sinh nhật của em mà. Đây là đôi loa này, em hôm trước em có báo cho các bác là em nhớ là 25 triệu thì phải nhé. Giảm cho các bác 1 triệu. Bác nào mua alo cho em còn 24 triệu mà em không thích số 24, giảm xuống 23 triệu 500 đi. Thật đấy, nhiều lúc kỵ không thích số 4 nên là các bác thông cảm. Em không tăng lên em sẽ giảm cho thoải mái hết cỡ 23 triệu 500 nhé. Em không thích số 24 nhé. 23 triệu 500 các bác nhé. Bác nào thích có nhu cầu đây em khui hàng hết cho các bác xem. Để như thế này nó còn em cứ quay ngoài quay trước quay ấy không rõ ràng ở đây. Còn thùng vách thì quá đẹp. Mặt trên mặt đá đây, hình thức của em ở đây. Ê căng các bác nhé. Đây, ê căng này. Ê căng còn cực kỳ là chắc chắn đẹp, nói chung là đẹp lắm bạn.
chơi nó phải như này, đặt hai con này vào nhà thì nó quá là hoành tráng đấy bác ạ, được chưa, quá là hoành tráng luôn nhé. Giá 23 triệu 500 em khui hàng luôn cho các bác xem, cái gì thế, cứ người thực việc thực thôi đấy nhá. Bây giờ hàng hóa, hình ảnh, chất lượng và em khui hết luôn, báo cái hoạt động tốt hết nhé. À, một bát thật và một bát cộng hưởng nhé. À, báo cáo bác là họ nghiên cứu hết rồi, người Mỹ họ nghiên cứu cái đầu họ tốt lắm, họ nghiên cứu hết rồi. Con này nó xử lý cộng hưởng, nó bỏ con này đi á, loa chối lắm các bạn, loa nó không phải là chối nhưng mà cho con này vào nó đang bình thường mà nghe khoảng độ được 50%, cho thêm con này nó phải lên 70-80%, hoặc là bình thường con này 80% chẳng hạn, thêm một con này vào nó phải trên đủ khoảng trăm, cái gì thế thôi. Người ta sinh ra hai cái loa nó có tác dụng của nó hết chứ không không phải tự nhiên là đặt cho nó đẹp đâu. Em thì em cũng không không chuyên về biết hiểu sâu lắm nhưng mà cũng muốn là bán hàng thì cứ nên khui hàng thoải mái cho quý vị, bởi vì những đôi loa này nó có giá trị tiền nó cũng cao chứ nó không phải là ít, nên là cứ thực tế như thế cho các bác thoải mái nhé. Bác nào có nhu cầu 23 triệu 500 nhé, em không thích số 24 bác nhé. Em trân trọng cảm ơn. Các bác nào có nhu cầu thì alo đến này, đây là biển của em, alo đến 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn.